Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học số 2 trong chương trình English for Science, tiếng Anh khoa học. Bài hôm nay, bài số 2 với nội dung Human Organ System, đó là hệ cơ quan của cơ thể con người. Và chúng ta sẽ đến với phần 1, đó là hệ tiêu hóa, đọc là Digestive System, đó là hệ tiêu hóa. Tiếp nối bài học hôm trước, bài học về hệ cơ quan của cây, của các cơ quan chính của cây, thì chúng ta đã có được một số từ mới như là absorb, đó là hấp thụ này. Chúng ta có từ là reproductive, đó là tính từ thuộc về sinh sản này. Stem, đó là thân cây này. Hay là minerals, là khoáng chất, đúng không nào? Thế thì dù là dành cho cây, tức là thực vật, hay là động vật, hay là con người, thì các cái bộ phận trong cơ thể sẽ được gọi là các cái cơ quan là organs, đúng không nào? Và các cái cơ quan mà nó làm việc cùng với nhau, thì phối hợp với nhau, thì nó sẽ được gọi là hệ cơ quan. A group of organs that work together are called an organ system. Trong cơ thể con người thì sẽ có rất nhiều hệ cơ quan như là the digestive system, đó là hệ tiêu hóa, the circulatory system, đó là hệ tuần hoàn. Tiếp theo đó là the nervous system, đó là hệ thần kinh, và the respiratory, đó là hệ về hô hấp, đúng không ạ? Ví dụ như COVID-19 chẳng hạn. COVID-19 is a respiratory system, đó là về một cái bệnh về đường hô hấp. Bây giờ chúng ta vào nội dung chính của bài. Thế thì với bài này chúng ta hãy nhìn vào bức tranh đầu tiên, đúng không? Một số cái bộ phận trong hệ cơ hóa tiêu hóa này. Look at the picture and you can see some main organs in the digestive system. Đầu tiên đó là mouth, đó là miệng này. Mouth, liver, đó là lá gan. Liver, a big or a large organ in the system, một cái bộ phận, đúng không ạ, rất là lớn ở trong cái hệ cơ quan này. The stomach, đó là dạ dày, chúng ta không đọc là stomach như nhiều bạn đọc nhé. Stomach, âm c là âm cuối, ch đọc ra là âm c. Đó là tiếp tục là từ này rất khó đọc. Pancreas, đó là tuyến tụy. Pancreas, đúng không ạ? Pan, chữ n được đọc ra là âm ng, đúng không ạ? Tiếp tục là intestine có nghĩa là ruột, thì chúng ta có là small intestine, đó là ruột non hay là tiểu tràng. Tiếp tục là large intestine, đó là đại tràng hay là ruột già. Và còn có một cái tên gọi khác là colon hoặc là colon. Và cuối cùng đó là ruột thẳng, đúng không? Một đoạn ruột ngắn ở đây, đó là rectum, ok. Như vậy là chúng ta đã đi được hết các cái cơ quan chính, đúng nào? Bây giờ sẽ là nội dung bài khóa này. So now we will read the passage about the digestive system. Chúng ta sẽ đọc về hệ tiêu hóa. Từ đầu tiên đó là từ digestive. Đây là tính từ của từ digestion. Digestion đó là sự tiêu hóa. Đấy, và từ này thì rất nhiều bạn đọc bị sai cái âm cuối này, đúng không ạ? Bởi vì là tion thường là đọc là luition thì đúng rồi, invention phát minh này, celebration này, lễ kỷ niệm này, hay là decoration đó là sự trang hoàng trang trí này. Thế nhưng mà có một số từ ngoại lệ, ví dụ như là từ question thì chúng ta không đọc là question đâu ạ, mà đọc là question. Hay là từ này chúng ta đọc là gì ạ? Digestion, đó là sự tiêu hóa hay là quá trình tiêu hóa. Vậy thì câu đầu tiên có nghĩa là gì ạ? When you eat or drink, food goes into your digestive system. Thức ăn sẽ đi vào trong hệ tiêu hóa của chúng ta khi chúng ta ăn hoặc uống. This is a long tube that runs all the way through the body. Một cái ống rất là dài, đúng không ạ? Chạy khắp cơ thể, đúng không ạ? Chạy dọc theo cơ thể. Food usually takes between 1 or 3 days to travel from one end of the tube to the other. Có hai cái đầu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và thức ăn thì nó sẽ mất khoảng 1 đến 3 ngày, từ 1 cho tới 3 ngày để nó gì ạ? Nó di chuyển từ cái đầu này sang đầu kia của cái ống này, đúng không ạ? Cái đường ống này. Đoạn số 2 cũng là đoạn cuối cùng này. Chúng ta có từ is broken down, ở đây là dạng thức ở dạng bị động, đúng không ạ? Nó được phân hủy thành, đúng không ạ? Hay là được gì ạ? Phân hủy thành đấy ạ. Đó là thức ăn sẽ được phân hủy thành các cái tiny particles. Particles có nghĩa là các cái phân tử, đúng không ạ? Phân tử rất là nhỏ, tiny. Tiny có thể bằng với từ small, đây là một từ đồng nghĩa, synonyms, ok? Nào, và cái sự phân hủy này thì được gọi là tiêu hóa, digestion. Các bạn đọc là digestion, hơi khó đọc một chút. Và các cái phân tử này nó sẽ gì ạ? Move out of the digestive system through its walls. Nó sẽ đi ra ngoài cái hệ tiêu hóa này thông qua các cái walls là bức tường, thì đây có thể gọi là thành ruột, đúng không ạ? Và cuối cùng là gì ạ? They move into the blood, đó là nó sẽ đi vào trong máu.
The blood carries them to every part of the body.